Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người là cách cân bằng âm lượng lên cái đường livestream. Thì với video hôm trước mình đã hướng dẫn mọi người cách là kết nối mixer LV1 với OBS để livestream lên Facebook. Thì lúc này á mình sẽ hướng dẫn thêm mọi người một cái plugin để đưa vào cái đường output trên mixer LV1 để nó sẽ tự động cân bằng cái âm lượng cho mình khi lên Facebook, nó không bị quá tải hoặc là nó bị nhỏ quá hoặc là nó bị lớn quá, nó bị nát tiếng. Thì trước khi lên Facebook, tín hiệu nào cũng thế, anh em cần phải để ý vào cái phần mềm OBS. Thì cái đường tín hiệu nhảy ở từ mixer LV1 của mình sang OBS á, thì luôn ở trong cái khu là màu vàng này. Đừng có để nó lên đến đỏ hoặc là hết đỏ, thì lúc đấy chắc chắn khi lên Facebook á, tín hiệu nó sẽ bị nát hết cả tiếng. Tất cả các phần mềm hỗ trợ OBS, xin lỗi, hỗ trợ cho livestream như OBS này hay là VMix, anh em chuyên nghiệp thì hay dùng VMix, thì cái cơ cấu hoạt động nó y chang nhau thế này hết, nhưng luôn phải để ý ở cái đường tín hiệu này. Cái plugin của mình khi chèn vào á, thì sẽ hỗ trợ cho khi mà tín hiệu nó nhỏ á, thì nó sẽ đẩy lớn lên tự động, nhưng mà nó là lớn quá thì vượt qua cái đường màu vàng này á, thì nó sẽ bị chắc chắn nát tiếng. Cho nên anh em phải lưu ý cái đường fader này là set cho nó tín hiệu output ở mức lớn nhất của nhạc đầu mixer ra là ở mức luôn là màu vàng hoặc là chạm gần đỏ một chút thôi. Nếu mà lên đến đỏ hoặc là quá đỏ thì tín hiệu nó sẽ bị gọi là nó sẽ bị nát khi mà lên Facebook. Anh em đưa lên Facebook nó sẽ bị nát hết tiếng. Rồi, thì chỉ nhắc anh em lưu ý cái phần ở OBS. Thì bây giờ mình sẽ sang cái phần ở trên mixer là LV1. Thì ở mixer LV1 á, thì hôm trước mình đã có cái video hướng dẫn mọi người là cách patching. Tức là mình chỉ cần mình patching output này ở mic bus này là left right, mình đưa lên cái đường sau grip của máy tính mình là được. Nhưng mà với cách đó á, thì lúc mà mình chèn cái plugin tự động cân bằng âm lượng vào cái đường tổng này á, thì nếu anh em dùng loa để hát nữa thì âm lượng của loa này vô tình sẽ đẩy lớn lên rất là to, thì cái đó nó sẽ là gây ra cháy loa, cũng trường hợp có thể là cháy loa nữa. Thì ở đây mình sẽ dùng cái cách khác là mình đưa cái tín hiệu ở left right này sang một cái fader khác, tức là mình đưa nó vào là matrix. Đây, matrix mình sử dụng là matrix 1, thì mình sẽ đặt tên nó sẽ là live stream thì mình dễ nhớ, mình quản lý cái đường fader này. Rồi, anh em chọn vào fader này và chọn vào cái đường channel. Với channel này thì bắt đầu các cái ô nhỏ này từ 1 đến 12, anh em có thể đưa bất kỳ tất cả các tín hiệu vào trong cái matrix này. Tức là mình có thể đưa từng cái channel vào một được, hay là đưa từng reverb vào được. Thì ở đây mình muốn đưa cái left right sang, thì lúc mình đưa sang như này á, đẩy fader lên, thì mọi người hiểu ngay là vấn đề là khi tín hiệu ra out cuối cùng thì nó sẽ chia ra hai nhánh, một nhánh nó sẽ sang là left right và một nhánh nó sẽ sang là cái phần matrix fader này. Thì mình dùng cái nhánh thứ hai này để mình chèn plugin, thì lúc đó cái nhánh này mình sẽ dùng để đưa tín hiệu vào OBS. Thì mình chèn plugin vào đây á, thì nó có tăng âm lượng thì ở left right ra loa nó cũng không bị ảnh hưởng. Đó là cái cách mà mình lấy tín hiệu từ left right đưa sang matrix để mình đưa matrix lên OBS. Rồi, thì trên cái fader của channel của đường livestream của này của đưa lên OBS này á, thì mình chèn cái một cái plugin của Wave. Cái này do Wave sản xuất ra để đưa vào các cái đường output của livestream. Nó có tên là, ở cái thư mục Dynamic 3 nó có tên là Playlist Rider. Đấy. Thì cái này đó nó sẽ tự động kéo tăng gain và giảm gain. Cái việc duy nhất của anh em là chọn đúng cái âm lượng mà mình muốn nó xử lý tăng giảm để đạt được cái ngưỡng đó. Thì ở trên Facebook thông thường nó sẽ là 18 hoặc là 16. Đấy. Còn các cái đường này thì nó là đặt cái đồ ngưỡng ngưỡng mà tín hiệu nó nhận được để nó xử lý thôi. Anh em chỉ cần quan tâm ở các cái thông số này. Nhưng mà tốt nhất thì nên load preset đó vào đây. YouTube thì là trừ 14 nhưng mà Apple Music là trừ 16. Thôi mình chọn trừ 16 cho nó gần Facebook. Thì chỉ cần chọn thế là xong.
Thì tất cả tín hiệu của mình khi mà mình đưa lên Facebook hoặc là YouTube ấy, thì cái này nó sẽ tự động cân bằng âm lượng mức đều nhất là cái ngưỡng trừ 14, trừ 16, xin lỗi. Rồi, thì ở cái output này mình sẽ muốn chèn thêm một cái com nữa. Mình muốn ở cái gì? Vẫn cho đồ an toàn nữa. Mình đặt đặt cái com đấy ở cái mức là limited, tức là nén ngắt. Mình sẽ chọn cái com D5 của L1, nó đơn giản và đầy đủ nhất. Đây, thì cái limited thì mình đặt đây. Đó, thì mình chỉ cần đưa đến đây là nó sẽ ngắt cái tín hiệu quá tải cho mình. Thế ở đó mình sẽ xử lý chút ở cái com và cái limited. Rồi, thì lúc này nó sẽ output relay mình để tự động luôn. Cái normal rồi. Đây, đây là cái com mà mình sẽ chèn vào output của trên đường matrix. Đó, thì cái bước setup đưa tín hiệu từ left right sang matrix đã xong, chèn pin đã xong. Thì bước cuối cùng nữa là mọi người chỉ cần patching lại cái đường output. Đây, cần patching ở ở left right này mình thay bằng là livestream. Rồi, sau khi mọi người thấy rằng là mình đã chuyển qua cái OBS, mọi người thấy rằng là mình cần phải giảm cái âm lượng xuống, tại vì lúc này cái phần plugin tự động kia, đây, mọi người thấy rằng là cái plugin tự động kia nó đã tự động nhảy cân bằng âm lượng cho mình. Gain ấy, thì đủ lớn lúc luôn nào cũng ở cái mức cố gắng nó sẽ kéo ở trừ 16. Thì bước cuối cùng nữa mình cần set ở trên OBS đó, là tín hiệu đầu ra cuối cùng làm sao mà luôn ở màu vàng. Thì lúc này mình sẽ mở một cái bài nhạc EDM và mình kéo cái đường fader này làm sao cho nó không bị quá lên màu đỏ. Thì lúc này tất cả cái đường out của mình đã an toàn nhất, tốt nhất rồi. Bây giờ mình sẽ mở một cái bài nhạc EDM để mình test cái đường gain này. Rồi, mọi người đã thấy là mình đã setup xong cái đường output của mình. Tức là mình đã, sau khi là mình đã chọn cái plugin. Đây, mình đã chọn cái mức output, nó sẽ tự động cân cân output của mình luôn ở cái mức là trừ 16 này. Và là đặt một chút com ở đây. Thì bước cuối cùng là mình chỉ việc là căn chỉnh cái đầu ra cuối cùng nó luôn ở ngưỡng này. Nó luôn là cái ngưỡng từ màu vàng này, đừng có cho lên quá đỏ hoặc là hết đỏ thì nó sẽ bị nát tiếng khi lên Facebook. Rồi, đây là cái clip hướng dẫn mọi người cách setup cái đường output của mình lên Facebook cho nó không bị vỡ game.
tức là không bị nạt tiếng, và luôn nằm ở trong cái khuôn khổ không bị nén của Facebook. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.